từng nốt nhạc vang lên, cũng là những lúc những giọt nước mắt rơi xuống. Chắc có lẽ vì mang trong người một tâm trạng buồn, cho nên tiếng đàn của Hải cũng chan chứa nỗi buồn man mác. Những cung bậc như quán như thang cho một phận người, cho một cuộc đời phải chịu nhiều nghiệt ngã kể từ đây. Hình hài sẽ biến dạng và không còn ai sẽ nhận ra mình. Từng ngón tay ngón chân sẽ lần lượt rụng xuống, mà những chuỗi ngày còn lại cho đến khi chết vào những đêm trăng sáng, Hải sẽ bị đau đớn bòn rút cơ thể. Và kể từ đây, Hải biết rằng mình sẽ trơ trọi giữa dòng đời. Thưa mẹ bề trên, thưa sơ, mọi chuyện xảy ra là như vậy. Con thành thật xin lỗi mọi người. Tội nghiệp con của tôi. Kể từ đó con không có liên lạc gì với Khánh, với gia đình và bạn bè sao? Hải không trả lời, mà chỉ biết cúi đầu im lặng. Được một lát, Hải ngẩng đầu lên, liếm môi, tự sự. Dạ thưa mẹ không. Sau khi con biết được mình mang chứng bệnh nan y này, thì con đã lặng lẽ bỏ ra đi, mà không cho một ai biết cả. Ngay cả Khánh, mà con cũng không cho Khánh biết. Bỏ ra đi như vậy, mà không một lời giải thích, hay một chữ để lại. Trong thâm tâm, con nghĩ rằng chắc Khánh hận con nhiều lắm. Nhưng biết làm sao được, vì con không muốn Khánh chịu nhiều đau khổ bởi vì con. Con thật là một người bạc tình, bạc nghĩa phải không mẹ? Nhưng tại sao con phải làm như vậy? Nếu như con báo cho người thân và gia đình biết, biết đâu họ sẽ chăm sóc và quan tâm đến con. Trước hết, con xin mẹ bề trên và các sơ ở đây hãy tha thứ cho con vì đã giấu giếm mọi người sự thật về tên tuổi và cuộc đời của mình. Thưa mẹ, tên con không phải là Nguyễn Hoàng Minh, mà tên thật của con là Nguyễn Quang Hải. Ngày xưa, khi ba má biết con là người đồng tính luyến ái, lúc đó con còn lành lặn, còn có thể làm được những gì con có thể làm. Mà ba má gia đình đã ruồng bỏ, cho là con là một gánh nặng làm ô uế gia đình, cho rằng con làm xấu hổ họ hàng tổ tông. Và ba má xem con như một cái gì đó xấu xa nhất. Ba má nghĩ rằng càng tránh xa con thì càng tốt. Còn bây giờ, mẹ bề trên và các sơ thử nghĩ, nếu như ba má biết con mang chứng bệnh nan y này trong người, con không biết rằng điều tác tệ nào sẽ xảy đến với cuộc đời con một lần nữa. Như mẹ bề trên và sơ cũng biết đó, người đời mình hay đàm tiếu. Nếu như họ biết được rằng ba má có một người con mang chứng bệnh phong cùi giống như con, thì họ sẽ nghĩ sao? Họ sẽ cho rằng má con ăn ở không có đức, kiếp trước chuyên làm điều ác ôn, ông trời trả báo mà sanh một thằng con bệnh hoạn giống như con. Con thương ba má, không muốn người đời dị nghị gia đình mình, thà là để cho con gánh chịu đau khổ một mình. Cho nên con mới bỏ ra đi, mà không cho gia đình và ba má biết. Lạy Chúa, xin người hãy ban phước cho đứa con tội nghiệp này. Ta còn nhớ cách đây vài năm, không lâu sau khi con nhập viện, và một chiều mưa, có một người thanh niên trẻ đến đây hỏi thăm ta có bệnh nhân nào mới nhập viện tên là Nguyễn Quang Hải không. Ta kiểm soát lại, không thấy có tên bệnh nhân nào là Nguyễn Quang Hải hết. Ta nói không có, rồi thì người đó bỏ đi, trông vẻ mặt rất buồn. Thì ra là vậy. Bây giờ mẹ bề trên và sơ đã biết con là người đồng tính luyến ái, có còn xua đuổi và ruồng bỏ con như gia đình của con không? Tại sao con lại hỏi ta điều này? Dù con có là một người đồng tính luyến ái hay là người dị tính luyến ái, thì ta vẫn yêu thương con như tất cả mọi người. Nhưng từ trước đến giờ,
người ta xem đồng tính luyến ái là bệnh hoạn, làm bại hoại đạo đức xã hội, và luôn có những ý kiến khắt khe và lên án mãnh liệt, cũng như chính gia đình của con đã lên án và ruồng bỏ con. Trong xã hội, nhiều khi con người luôn nhìn nhận về các hiện tượng hay về ai đó bằng những định kiến hẹp hòi và hay phán xét, chê bai. Chính những điều đó đã khiến cho cuộc sống và tinh thần của họ trở nên nặng nề và đơn độc hơn. Ta thấy rằng mỗi chúng ta nên gạt bỏ những định kiến, không nên phán xét, chê bai, mà hãy sống hòa đồng và cởi mở hơn để đón nhận những tình cảm tốt đẹp của những người xung quanh, thì cuộc sống này mới được thoải mái và có ý nghĩa. Con xin thành thật cảm ơn mẹ bề trên đã có những suy nghĩ và cái nhìn thiện cảm về những người đồng tính luyến ái. Ta muốn hỏi con một điều. Con cứ thẳng thắn trả lời theo suy nghĩ của con đi nhé. Con có muốn trở về khi con lành bệnh không? Thưa mẹ bề trên, con không nghĩ con sẽ trở về đâu. Dù con có lành lặn đi chăng nữa, thì cái bức tường ngăn cách giữa những người bình thường và những người mang bệnh như con sẽ luôn là một rào chắn không nhịp nối. Dưới con mắt của họ, họ sẽ luôn xem con như một thứ vi khuẩn rất dễ bị lây sang họ. Thì sự mặc cảm tự ti sẽ làm cho con đau buồn hơn. Xin cho con tiếp tục ở lại trong cái làng này, để con có thể giúp được các sơ một phần nào đó trong công việc dạy học cho các em trẻ, con của những người bệnh nhân giống như con vậy. Thì con nghĩ đó mới là sự trở về và là hạnh phúc nhất cho quãng đời còn lại của con, thưa mẹ. Ta hiểu được ý của con và ta rất cảm ơn về tấm lòng của con. Ta quên nói cho con biết là có một phóng viên trẻ viết thư xin được phỏng vấn con. Ta chưa có trả lời cho người đó vì ta muốn được biết ý của con trước. Thưa mẹ bề trên, đã từ lâu con không muốn xuất hiện trước công chúng và cũng như trên báo chí, vì không muốn cho ai biết con là ai. Với một hình hài như vậy, con không muốn xuất hiện trước công chúng, thưa mẹ. Nhờ mẹ nói lại với người đó là con không đồng ý và xin lỗi giùm con. Nếu con nói như vậy thì ta sẽ viết thư để từ chối người đó. À, đây là số thư từ mà người hâm mộ đã gửi cho con mang từ Sài Gòn xuống. Con hãy xem rồi trả lời cho họ nhé. Còn số tiền thì ta cũng dùng theo ý của con, đã phân phát cho những bệnh nhân. Số còn lại ta đã mua sách vở và những thứ cần dùng cho trạm xá. Ta muốn thay mặt cho tất cả bệnh nhân ở đây cảm ơn tấm lòng cao cả của con. Thưa mẹ, còn chuyện con định tổ chức một đêm văn nghệ vào tháng tới cho bệnh nhân ở đây, mẹ và các sơ nghĩ sao? Một ý kiến rất hay, ta đồng ý. Nếu cần gì thì con cứ báo cho ta và các sơ ở đây biết để giúp con. Đã đến giờ phân phát thuốc cho bệnh nhân, ta đi đây và sẽ gặp lại con sau nhé. Con cảm ơn mẹ và các sơ. Cầm sắp thơ trên tay, hãy lần lượt lướt qua từng cái, rồi đột nhiên hãy điến người đứng trước một lá thơ gửi từ Sài Gòn, số 5A Sương Nguyệt Ánh, mà tên người gửi là Phạm Đình Khánh. Hãy hấp tấp mở lá thơ trong khổ nhọc vì những ngón tay không còn lành lặn. Không biết từ đâu những giọt nước mắt bắt đầu tuôn như mưa xối xả vì những dòng chữ trên thơ đúng là nét chữ của Khánh. Hãy thì thầm: trời ơi, đây là nét chữ của Khánh mà. Không lẽ Khánh biết mình Nguyễn Hoàng Minh mà viết thơ sao? Không thể được. Làm sao? Làm sao mà Khánh biết được ca sĩ của mình là Nguyễn Hoàng Minh? Hãy chậm chạp ngồi xuống, rồi vội vàng đọc lấy từng chữ Khánh viết. Mến chào anh Nguyễn Hoàng Minh, người ca sĩ có giọng ca mà tôi hâm mộ. Hãy cảm thấy bớt đi phần nào lo lắng,
vì lá thư này Khánh viết cho Nguyễn Hoàng Minh, tên ca sĩ, biệt danh của Hải, chứ không phải cho Hải. Hải tiếp tục đọc. Tôi không biết giữa anh và tôi có một cái gì đó rất gần gũi. Những khi tôi nghe anh hát, giọng hát của anh rất giống giọng hát của một người mà tôi biết cách đây đã hơn 5 năm. Người ấy cũng rất thích ca loại nhạc này, nhưng giọng hát thì khô khan, không ướt át, không có hồn, không chua xót và không than thở như anh. Anh có thể cho tôi hỏi, tại sao những bài hát của anh rất buồn như than thân trách phận vậy? Tôi nói câu này, anh đừng cười nha. Nói đúng hơn, người đó là người yêu của tôi. Tôi không biết gì, lý do gì mà người đó bỏ đi không một lời từ biệt. Qua lời kể của một cô bạn làm chung bệnh viện. À, tôi quên nói cho anh biết, tôi là bác sĩ chuyên về da và hiện đang làm việc tại bệnh viện Sài Gòn. Thì được biết, người yêu của tôi có dấu hiệu của chứng bệnh phong hủi. Chắc có lẽ vì vậy mà người yêu của tôi mặc cảm bỏ đi. Tôi đã bỏ công lặn lội tìm kiếm khắp nơi. Hầu hết là các nơi chuyên trị cho những người mang chứng bệnh phong cùi. Nhưng tôi đã tuyệt vọng vì không có một tin tức gì về người đó. Hải Hòa lên khóc khi đọc được những dòng tâm sự của Khánh trong thơ. Hải thì thầm. Khánh ơi, làm sao mà Khánh có thể tìm được Hải khi mà Hải đã thay tên đổi họ? Yêu Khánh rất nhiều, nhưng Hải không muốn mình là gánh nặng cho Khánh. Mong rằng Khánh hãy thông cảm. Nếu như kiếp sau còn duyên còn nợ, thì mình nói lại tình xưa. Hãy gạt đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt, tiếp tục đọc thư Khánh. Tôi lại quên mất nữa rồi. Không cho anh biết người yêu của tôi tên là gì. Người ấy tên là Nguyễn Quang Hải. Hải thì thầm. Nguyễn Quang Hải? Trời ơi! Có một lần, tôi ghé qua nhà của ba má Hải để hỏi thăm về tin tức của Hải. Nhưng tất cả mọi người đều tuyệt vọng như tôi, mặc dù ba má của Hải cũng bỏ công tìm kiếm. Trong lúc đang nói chuyện với ba má của Hải, thì cô em gái của Hải là Lan bảo là có một giọng hát của một ca sĩ mà giọng hát rất giống giọng hát của Hải. Thế là Lan đã mở cho tôi nghe nhạc phẩm Xót Xa mà anh hát. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ đó là Hải, nhưng càng nghe thì càng nhận thấy không giống. Thế là tôi tìm mua cho bằng được tất cả những dĩa hát của anh. Tôi chỉ biết làm bạn với giọng hát của anh sau những giờ làm việc. Mỗi lúc nghe anh hát như tôi đang nghe Hải thì thầm với tôi vậy. Những lúc anh than thở trong từng nhạc phẩm, từng lời hát của anh buồn đến trái lòng người, cũng như than trách giùm tôi tại sao Hải lại bỏ ra đi mà không một lời gửi lại. Tôi muốn cho Hải biết là Hải có thế nào đi nữa thì tôi vẫn yêu thương và muốn xớt chia những đau đớn cùng Hải. Nhưng tôi không thể làm điều đó được, vì Hải đâu còn bên tôi. À, anh có thể cho phép tôi hỏi một câu được không? Là tại sao những dĩa hát của anh không có hình anh, mà chỉ một ánh trăng bàng bạc và một bóng người đơn độc trong cơn đau tuyệt vọng? Nhiều lúc tôi tự nói nhảm với chính bản thân của mình. Không lẽ Nguyễn Hoàng Minh và Nguyễn Quang Hải là một? Anh có biết vì sao tôi có suy nghĩ này không? Tại vì chỉ có những người mang chứng bệnh phong cùi mới có một cảm giác đau đớn trong những đêm trăng sáng tỏ như vậy. Mà hình bìa của những dĩa nhạc của anh thì đã nói lên điều đó. Vài lời gửi đến anh từ một người hâm mộ. Mong anh hồi âm. Phạm Đình Khánh. Đời như chiếc lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng.
Kể từ 2 năm nay, cái tên Nguyễn Hoàng Minh, biệt danh ca sĩ của Hải, đã được những người yêu thích những nhạc tình sầu muôn thở biết đến rất nhiều. Các báo chí, các đài phát thanh vẫn thường bình luận về tên tuổi của người ca sĩ này. Họ luôn thắc mắc là tại sao Nguyễn Hoàng Minh không bao giờ xuất hiện trên những báo chí hay diễn đàn nghệ thuật. Điều mà làm cho họ hiếu kỳ nhất là những dĩ nhạc của Nguyễn Hoàng Minh không bao giờ có hình của anh, mà chỉ đơn thuần là một ánh trăng bàn bạc và một bóng người như trong cơn đau tuyệt vọng. Những dĩ nhạc này là do một tổ chức từ thiện có địa chỉ ở Sài Gòn sản xuất và phát hành. Các phóng viên hay những người săn lùng tin tức đã tò mò tìm đến địa chỉ trên, nhưng tất cả đều đã bị hội từ thiện từ chối mà không phân phát một tin tức gì về Nguyễn Hoàng Minh. Cách 2 hay 3 ngày một lần, hội từ thiện lại cho người đem những lá thư được gửi từ những người hâm mộ xuống Long Hải để đưa cho Hải đọc và hồi âm. Thường thì những lá thư hồi âm đều do các sơ trong chạy giúp viết và gửi đi theo sự chỉ dẫn của Hải. Nhưng đặc biệt lần này, Hải lại muốn tự tay mình viết thư hồi âm cho Khánh. Mặc dù Hải biết rằng sẽ rất khó khăn vì những ngón tay của Hải không còn lành lặn để mà cầm viết. Hải suy nghĩ mãi vì không biết phải bắt đầu từ đâu và phải trả lời làm sao cho hợp tình hợp lý trước những câu hỏi mà Khánh đã đặt ra ở cuối lá thơ. Đầu óc Hải ngổn ngang, không biết phải làm sao, có nên nói sự thật cho Khánh biết hay là tiếp tục giấu giếm. Thế rồi Hải quyết định đi gặp mẹ bề trên để hỏi ý kiến của người. Thưa mẹ, con cần sự giúp đỡ của mẹ. Con cứ nói, nếu như giúp được con, ta sẽ sẵn sàng, con đừng ngại. Con đợi ta một chút nhé, để ta vào trong dặn dò sơ Loan một số việc, rồi ta sẽ ra ngay. Dạ. Được một lát, mẹ bề trên quay ra và cùng Hải rảo bước dọc theo những hàng dừa đã được các sơ ở đây trồng từ khi trại Bình Minh, tên làng Cùi, được thành lập. Mẹ bề trên trong chiếc áo dòng tu màu trắng nhẹ nhàng đi bên Hải. Hải trong đôi nạng gỗ khập khà khập khểnh bước theo mẹ bề trên, bước thấp bước cao. Đi được một đoạn, họ dừng lại trước một ghế đá hướng ra biển. Mẹ bề trên ngồi xuống, đưa mắt nhìn Hải trìu mến. Mẹ bề trên ân cần hỏi Hải. Con có chuyện gì có thể nói cho ta nghe được không? Ta sẽ giúp con nếu ta có đủ khả năng, con đừng ngại. Hải vẫn đứng im lặng dưới gốc một cây dừa, mà mắt thì nhìn xa xăm ra thích tận ngoài khơi. Những đợt sóng lăn tăn, lúc cao lúc thấp, lúc to lúc nhỏ, rồi đánh những bọt trắng xóa trôi dạt vào bờ. Hình ảnh của những con sóng cũng như chính cuộc đời của Hải cũng bền bồng trôi dạt. Từng đám hải âu tung cánh lượn tròn trên bầu trời im ả đã làm chạnh lòng Hải. Hải thầm ước, ước gì Hải cũng như những cánh hải âu kia, bay thật xa thật nhanh đến một bến bờ nào đó Hải đã từng mơ ước. Nhưng không thể, vì cuộc đời của Hải đã bị những ngăn cách của xã hội, của con người. Và Hải đồng ý chấp nhận chôn chặt cuộc đời của mình trong cái làng này. Hãy quay sang tiến lại gần băng ghế đá, ngồi cạnh mẹ bề trên. Hải nói, thưa mẹ, lá thư này là của Khánh viết gửi cho Nguyễn Hoàng Minh chứ không phải cho Nguyễn Quang Hải, thưa mẹ. Nhưng trong thơ, Khánh đã tỏ ý nghi ngờ Nguyễn Hoàng Minh và Nguyễn Quang Hải có thể là một. Khánh đã nhận ra điều này từ chính giọng hát của con và hình bìa của những dĩa nhạc. Thưa mẹ, đây là lá thư của Khánh. Mẹ hãy đọc và xin cho con một lời khuyên chân thành. Mẹ bề trên cầm lá thư run run đọc. Sau khi đọc xong lá thư, bà nhẹ giọng, ta thật sự không biết nói gì với con đây, vì đây là chuyện tình cảm giữa con và Khánh. Trong thư thì ta hiểu Khánh vẫn còn tha thiết yêu con. Còn con thì sao?
ta là kẻ tu hành, không biết gì về chuyện yêu đương tình ái. Nhưng nếu con đã hỏi thì ta chỉ có một lời khuyên, không biết con có muốn nghe không? Thưa mẹ Bề Trên, xin người cứ nói, con sẽ đón nhận những gì mẹ khuyên bảo. Theo ta thì con nên cho Khánh biết tất cả sự thật. Nhưng tại sao? Tại sao phải làm như vậy thưa mẹ? Giả lại con đã giấu giếm về thân phận của mình đã hơn 5 năm rồi còn gì? Con hỏi ta tại sao à? Theo ta thì nếu Khánh thật sự thương con, thì dù con có thế nào đi chăng nữa, thì tình yêu đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng làm sao? Nhưng làm sao có thể xảy ra thưa mẹ? Khi mà hình hài của con không còn lành lặn giống như ngày xưa. Một điều con tin chắc rằng, khi nhìn thấy hình hài này, chắc Khánh sẽ bỏ đi ngay thôi thưa mẹ. Như vậy thì càng tốt, để Khánh chấp nhận sự thật mà không bỏ công tìm kiếm con nữa. Và lại con đã trốn tránh những người thân của con đã hơn 5 năm rồi. Đây là lúc con nên tìm về với gia đình và nên đối diện với sự thật. Con có thể che giấu về mình 5 năm hay 10 năm, nhưng con sẽ không thể nào chạy trốn trong suốt những đoạn đời còn lại. Đây chỉ là ý kiến riêng của ta, tùy con quyết định. Hãy dũng cảm và chấp nhận sự thật, con à. Ngày xưa, con có thể cho gia đình biết con là người đồng tính luyến ái. Thì ngày nay, theo ta, con cũng có thể cho người thân của con biết Nguyễn Hoàng Minh và Nguyễn Quang Hải chỉ là một. Hải gục đầu lên vai mẹ Bề Trên, nức nở. Thưa mẹ, con không biết phải làm gì đây. Sao cuộc đời của con chịu nhiều đau khổ như thế này? Con khổ quá mẹ à. Mẹ Bề Trên dùng bàn tay già nua của mình rung rung vuốt ve đầu Hải. Bà an ủi: bây giờ con đã là người nổi tiếng, những việc làm từ thiện của con đã được nhiều người biết đến. Tình cảm của các sơ và những bệnh nhân ở đây dành cho con rất bao la. Nếu như gia đình và thế giới bên ngoài không chấp nhận con, thì con vẫn còn có những tình cảm của những người ở đây dành cho con, và những tình cảm đó sẽ không bao giờ thay đổi. Sơ Loan từ trạm xá chạy thông báo với mẹ Bề Trên là có một bệnh nhân vừa mới nhập viện tự tử. Mẹ Bề Trên vội vàng đứng lên, bà nói lời cuối cùng với Hải trước khi bà cáo biệt: đó là ý kiến của ta, mọi chuyện là tùy con quyết định. Rồi bà cùng Sơ Loan hối Hải về trạm xá. Hải vẫn ngồi im lặng trên băng ghế đá, mắt thì nhìn ra biển. Hải không biết mình nên làm gì trước tình cảnh này đây. Mẹ Bề Trên nói rất đúng, Hải có thể chạy trốn 5 năm hay 10 năm, nhưng Hải không có thể nào chạy trốn suốt cả cuộc đời của Hải được. Hải đưa hai bàn tay của mình lên trước mặt, rồi nhìn chầm chầm vào những ngón tay của mình. Ngón dài, ngón ngắn, những vết lở loét rỉ máu vẫn còn hằn trên hai bàn tay đó. Hãy gục đầu lên trên đôi nạng gỗ, giọng thiều thào: trời ơi, làm sao tôi có thể nào cho người thân của mình nhìn thấy thân hình của mình như vậy được? Lạy Chúa, xin người hãy cứu con.